Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tuấn Mobile và mình là Như Quỳnh. Và hiện tại thì trên tay mình đang là sản phẩm sạc dự phòng Energizer 10.000mAh. Và cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là cái điểm đặc biệt nhất ở cái viên sạc dự phòng này luôn. Đó chính là nó được tích hợp một cái sạc dự phòng không dây chuẩn chi với cái công suất là 5W QE 10.000. Và đây là điểm đặc biệt bởi vì cái công nghệ sạc này hiện tại phải nói là nó là cái công nghệ sạc hot nhất ở trong giới công nghệ luôn, bởi những cái tính năng rất là vượt trội của nó so với những cái công nghệ thông thường khác. Và ngoài cái công nghệ sạc nhanh rất là đặc biệt đó ra thì sản phẩm này còn những cái gì thú vị khác nữa thì ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng với Quỳnh mở hộp trên tay nhanh cái cục sạc dự phòng này nhé. Và đây chính là cái sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta là cục sạc dự phòng Energizer 10.000mAh. Ngoài cái sản phẩm chính này thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một cái dây sạc với chuẩn là micro USB để mà sạc vào cho cái cục pin dự phòng này nữa. Cái cục pin dự phòng Energizer 10.000mAh này thì có một cái thiết kế là hình chữ nhật mà nó rất là dẹp cũng như là nhẹ nhàng và dễ cầm nắm. Như Quỳnh biết đó là cái kích thước cụ thể của cái viên sạc dự phòng này theo như những gì mà trên chiếc hộp nó ghi á là 135,5 x 70 x 18mm, cùng với đó là cái trọng lượng của nó chỉ là 280g mà thôi. Một cái trọng lượng thì cũng tương đối là nhẹ so với cái dung lượng pin là 10.000mAh. Thì cái viên sạc dự phòng này sẽ có cái thiết kế bề ngoài là một cái bề mặt bằng kim loại, cho nên là nhìn vào thì nó có vẻ rất là sang trọng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là cái phần sạc không dây. Và cái phần sạc không dây này bên viền của nó được bao bọc bởi một cái lớp cao su với cái chức năng đó là chống trơn trượt cho những cái chiếc điện thoại nào có mặt lưng làm bằng kính. Và cái viên pin sạc dự phòng này thì chúng ta sẽ tổng cộng có các cổng sạc như sau. Mở cái tờ giấy này ra, chúng ta sẽ có một cái cổng USB Type-C nè, một cái cổng micro USB, hai cái cổng USB-A, và bên cạnh đó thì có một cái cổng USB-A là được tích hợp sạc chuẩn chi. Ngoài ra thì cái cục sạc dự phòng này còn có một cái khả năng nữa rất là đặc biệt, đó là khi mà chúng ta tiến hành sạc bằng cái dây cáp USB cho nó thì chúng ta đồng thời cũng có thể sạc được bằng cái bề mặt sạc không dây này luôn. Vì thế mà tổng cộng cái cục sạc này chúng ta có thể sạc cho đến 4 cái thiết bị khác nhau cùng một lúc, và cái điều này thực sự rất là tiện lợi cho người dùng. Một điều nữa mà Như Quỳnh muốn chia sẻ đó chính là trong những cái cổng này thì có một cái cổng là cổng chuẩn chi, và cái cổng này sẽ có cái tốc độ đầu ra là 5W bằng với tốc độ đầu ra của một cái sạc chính hãng của Apple. Một cái điều cuối cùng nữa mà rất là đặc biệt và Như Quỳnh cũng rất là thích đó chính là cái thiết bị sạc Energizer 10.000mAh này còn có một cái tính năng nữa, đó là khi mà chúng ta sạc điện thoại đầy 100% pin thì cái cục sạc này sẽ tự động ngắt cái dòng điện, và như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn cho cái thiết bị điện thoại của mình nữa. Và vừa rồi là một vài những cái điểm đặc biệt về cái viên sạc dự phòng Energizer 10.000mAh này. Các bạn khán giả của Minh Tuấn Mobile thấy như thế nào thì hãy để lại comment cho Như Quỳnh biết nhé. Và nếu như mà mọi người thích cái sản phẩm này thì hoàn toàn có thể mua tại Minh Tuấn Mobile. Và cái link mua hàng thì Như Quỳnh có chèn ở bên dưới cái phần video và mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra thì mọi người còn có thể gọi đến hotline của Minh Tuấn Mobile để được tư vấn trực tiếp nữa nha. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác trên Minh Tuấn Mobile. Bye bye.